cho tất cả các bạn các chị. Em xin phép giới thiệu với các bạn các chị một chiếc xe Honda tay ga, đó là chiếc xe Honda Clip. Xe này là đời 2008 nha các bạn. Xe Honda Clip này là tiền thân của chiếc xe Honda AB sau này các bạn. Đi cực kỳ bền, cực kỳ ngon luôn mà rất là nhỏ gọn chiếc xe Honda Clip. Nhỏ gọn bền, rất là ngon, đi rất là ít hao xăng luôn. Mua về là mình chỉ việc chạy bà và luôn, máy móc chuẩn chỉnh, xe nó cũng còn rất là mới, liền lạc sạch đẹp. Xe này thì phù hợp cho các bạn nữ mà tướng nhỏ nhắn vậy thôi, tướng nhỏ đi rất là dễ đi. Honda Clip này biển số của em đó là 59F2 67562, còn khá là đẹp từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, từ đằng trước ra đằng sau, máy móc rất là chuẩn chỉnh luôn. Và với chiếc xe Honda Clip này thì mình mong muốn bán với giá là 9 triệu nha các bạn, 9 triệu cho một chiếc xe Honda Clip, giấy tờ nghiêm chỉnh đầy đủ, bao mẫu bao test. Em xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều nha.